Dễ vui. Amaphante, chúng con xin thành kính. Phụng À, yeah. Người giữ giới hằng định, do vậy hành giả thì giới tịnh thanh. xa thủ lành thai, Phật tôi thường cho Phật bảo từ ấm nguyện lời chân thật ta thành thăng hậu ý khởi sanh ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung pháp là nơi nương nhờ tôi thường cho chúng con vô lượng an lành quy y vào chân chân nguyện lời chân thật ta thành thân duyên gieo năm vót trọn niệm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong pháp bảo đức lành từ dung tăng là nơi nương nhờ tôi thường cho chúng con vô lượng an lành quy y tăng bảo tịnh thanh nguyện lời chân thật ta thành thân duyên gieo năm vót trọn niệm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung Văn vật tu sắp mâm mang hay lăng rạc hạnh tu sắp bê đê quân ta sắp bà vũ đà nụ phá quê nà sà đà sà thị văn trùy tê. Văn vật tu sắp bà mang hay lăng rạc hạnh tu sắp bê đê quân ta sắp bà hâm mà nụ phá quê nà sà đà sà thị văn văn trùy tê. Văn vật tu sắp bà mang hay lăng rạc hạnh tu sắp bê đê quân ta sắp bà sẵn khá nụ phá quê nà sà đà sà thị văn văn trùy tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. xa thủ lành thai nam mô Buddha giá nam mô Thamma giá nam mô Sangha giá chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng phật tử chúng con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu thượng tọa giác đẳng Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức. Và con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam Mô Buddha giá. Nam Mô Buddha giá. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên phao thoáng mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Khema thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2019 Phật lịch 2563, đề tài hôm nay là giáo trình trường bộ kinh Digha Nikaya cho Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh Thập Thượng Đại Sutta Tara Sutta 6.9
sáu pháp cần được thắng tri sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Bây giờ thì chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tể Siêu. Từ bi. Anh Nam Mô Bụt Thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đồng hồ Phật tử. Xin hỏi quý vị, hôm nay cái laptop quý vị nghe có tốt không? Dạ, cảm ơn Thượng Tọa. Ồ, tốt quá. Có một điều bí mật mà chúng tôi không có bật mí cho quý vị. Tại sao bữa nay nó tốt? Nhưng miễn sao nghe tốt là được rồi. Hoàn hỷ quá. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái chương sáu pháp với đề tài là sáu pháp cần được thắng tri. Sáu pháp cần được thắng tri ở đây đó là đề cập đến sáu cái pháp vô thượng hay là cao thượng, hay nước ta đi giác. Sáu điều này rất đáng cho chúng ta nhớ lặp lòng. Và mỗi khi mà chúng ta thấy cái gì, nghe cái gì, được cái gì, học cái gì, phụng sự cái gì, niệm cái gì, tùy niệm cái gì, thì chúng ta phải nhớ làm sao để chúng ta thấy được cái sự thấy đó là cao thượng, cái sự nghe đó là cao thượng, cái sự đắc cao thượng. Đắc đây tức là được lợi chứ không phải là đắc là được đó, chứ không phải là chứng đắc, vân vân. Thì như vậy thế sẽ giúp cho chúng ta dần dần cái con đường tu tập hòa thiện, và chúng ta không phải có sự ngộ nhận chấp lầm thí dụ như có những người họ nhìn thấy những cái Phật lạ như là bạch tượng, họ cho rằng thấy đó là may mắn, thì tất cả cái quan niệm đó nó đều sai lầm. Chỉ có thấy cái gì mà làm cho thiện pháp chưa sanh được sinh khởi vân vân thì cái đó là thấy cao thượng. Đại khái nó là như vậy. Và bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải rộng rãi ý nghĩa này. Bây giờ thì xin mời Sư Cô Khi Ma đọc cho chánh kinh, sau đó xin cung thỉnh Đại Đức Giáo Sư. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tể Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Bây giờ thì cô xin đọc chánh kinh. Phát bài lên đi
Phong Lan. Không post bài lên thôi để tôi. Bài học hôm nay Kinh Thập Thượng. Ví dụ giờ chút. Kinh Thập Thượng Asutara Sutta, sáu pháp cần được thắng tri. Có sáu pháp có nhiều tác dụng, có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải biến tri, có sáu pháp cần phải đoạn trừ, có sáu pháp chịu phần tai hại, có sáu pháp đưa đến thù thắng, có sáu pháp rất khó thể nhập, có sáu pháp cần được khởi sanh, có sáu pháp cần được thắng tri, có sáu pháp cần được tác chứng. Thế nào là sáu pháp cần được thắng tri? Sáu vô thượng chi: kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, giới vô thượng, hành vô thượng, ức niệm vô thượng. Đó là sáu pháp cần được thắng tri. Chú thích sau đây trích từ Kho tàng Pháp học, Pháp sư Giác Giới biên soạn. Sáu pháp cần được thắng tri. Đây là sáu điều cao thượng. Một, thấy cao thượng. Dasa-caturadiya, tức là sự thấy. Sự gặp như thế nào làm cho thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, làm cho thiện pháp đã sanh được tăng trưởng. Như gặp Đức Phật hay các vị đệ tử chân chính của Phật. Hai, nghe cao thượng, tức là sự nghe những gì làm cho thiện pháp sanh khởi và tăng trưởng, như là nghe được pháp của Đức Phật và đệ tử ngài thuyết. Ba, đức đắc cao thượng, tức là có được cái gì mà làm cho thiện pháp sanh khởi và tăng trưởng, như có được bảy tài sản thánh nhân, tính, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ. Bốn, học cao thượng là học tập điều gì mà làm cho thiện pháp sanh khởi và tăng trưởng, như là học tập về tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ. Năm, phụng sự cao thượng là phụng sự thế nào làm cho thiện pháp sanh khởi và tăng trưởng, như phụng sự tam bảo, phụng sự lý tưởng, đem lợi ích chính mình và tha nhân. Sáu, niệm cao thượng là thường suy niệm điều gì mà làm cho thiện pháp sanh khởi và tăng trưởng, như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Sáu điều này của thiền tịnh, lãng trú và thành tựu lợi ích lớn như thành tựu phước báo, thành tựu giải thoát. Và bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thịnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Nam Mô Tam Ma Dạ. Nam Mô Sang Khả Dạ. Con xin thành kính những lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, cùng tỏ giác đẳng, cùng tỏ pháp tăng, cùng tỏ minh hạnh, đại đức Nguyên Thông, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Hôm nay chúng ta học về sáu pháp cần thắng tri.
ở bên Này Già Tâm Ma hay là Giáo Điều Cao Thượng ở Nút Tả Vĩ Giác. Đây là 6 cái pháp hoặc là 6 cái điều mà khi mà chúng ta thực hiện nó sẽ dẫn chúng ta đến an tịnh hay là lạc trú hay là thành tựu rất là nhiều thiền pháp, thành tựu rất là nhiều cái phước báo. Do vậy 6 cái pháp này rất là đáng để cho chúng ta có cái sự ghi nhớ hoặc là có cái sự mang theo. Thì đầu tiên được nói đến ở đây là thấy cao thượng Dasana Nuttariya, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi mà mình gặp được những cái gì mà thiện pháp nó chưa sanh thì nó được sanh khởi, mà làm cho thiện pháp đã sanh rồi là được tăng trưởng. Thì chẳng hạn như chúng ta gặp được Đức Phật hay là các vị thánh đệ tử của Đức Phật, thường thường quý vị thấy rằng người ta thích gặp cái gì mà nó theo cái nó chiều theo cái ý của người ta. Mà hơn nữa đó thì những cái điều đó mình gặp đó, thì nó sẽ tăng trưởng cái lòng tham, tăng trưởng cái lòng tham, hoặc là có khi nó sẽ làm cho mình bị buồn rầu quý vị nếu mà chúng ta thất vọng. Cũng như chúng tôi coi những cái hình ảnh sinh viên ở Việt Nam á, người ta nghe tin cựu cầu thủ David Beckham đi đến Việt Nam. Quý vị biết rằng coi như là sinh viên người ta dàn ngang, người ta chờ đón từ 5 giờ sáng đến 10 giờ nhưng mà cuối cùng không có được đến gần với cựu cầu thủ David Beckham. Rồi lúc đó thì những cái bạn sinh viên đó người ta buồn, mà quý vị nhìn người ta thẫn thờ. Thì thật sự ra đối với chúng tôi thì chúng tôi coi thì chúng tôi thấy nó cũng có nhiều cái điều nó tiêu tiếu, nó làm cho mình thấy mình ngạc nhiên mà mình mắc cười nữa quý vị. Thật ra thì những cái điều đó mình thấy cũng được, nhưng mà mình không thấy thì cũng không sao, mình có tiếp cận được thì cũng tốt, còn không tiếp cận được thì cũng không sao. Nhưng mà có nhiều người người ta tỏ ra một cái sự thất vọng quá lớn. Nhưng mà đối với bây giờ, nếu lại với cái bài học này đó, chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta mà không thấy được Đức Phật hoặc là chúng ta không thấy được các vị thánh đệ tử của Đức Phật, hoặc là những cái bậc trưởng lão mà giới hạnh hoặc là đạo cao đức trọng đó, thì cái điều đó thì thật sự ra là một cái điều đáng buồn, một cái điều đáng buồn. Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình gặp được những cái vị này đó thì quý vị thấy rằng là giới của chúng ta chưa có thì nó sẽ có, hoặc là định của chúng ta chưa có thì nó sẽ có, hoặc là trí tuệ của chúng ta nó chưa có thì nó sẽ có, mà hãy mà nó có rồi nó tăng trưởng. Nó thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập đó, nếu mà đối với các vị đạo cao đức trọng, đối những cái bậc thánh là những cái vị mà khi mà chúng ta thấy thì sẽ được cái sự cao thượng, sẽ được cái quả báo rất là lớn. Cũng như quý vị thấy rằng cái trường hợp của trưởng giả cấp cô độc, trưởng giả cấp cô độc trước khi mà đắc tu đầu quờ là coi như là hàng ngày thường đi đến nhà của người anh của mình để mà chơi, để mà thăm viếng đồ này kia. Thì những cái thời gian đó đến thì được cái người anh mình tiếp đãi rất là đàng hoàng. Nhưng mà hôm nay đến thì coi như là ông ta không có được cái sự tiếp đãi, cũng như là nó hơn. Thì khi mà ông hỏi cái người anh mình nó hôm nay sao có cái vẻ kỳ vậy, thì người anh mình mới trả lời hôm nay lo chuẩn bị đón Đức Bút Thô, Đức Phật, lo chuẩn bị để mà đón Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng khi mà ông này ông nghe cái chữ Đức Phật thôi là coi như là ở trong tâm tư của ông sao xuyến người nổi rợn tóc gái,
Có nghĩa là người ta có một cái cảm giác gì đó à, đến nỗi mà trong đêm đó ông ngủ để mà ông Đức Phật à, chờ để mà diện kiến Đức Phật. Nhưng mà quý vị thấy rằng đêm ông ngủ cũng không được, đến nỗi cuối cùng thì ông phải đẩy cửa đi ra ngoài để mà tìm cái hướng là tìm cái hướng coi Đức Phật đang ở chỗ nào để mà đi đến diện kiến Đức Phật liền. Mà quý vị biết ở trong kinh đó, mô tả lại đó, cái đoạn đường mà ông đi qua mà ông kiếm đi đến Đức Phật đó, quý vị biết rằng là phải trải qua là một cái bãi tha ma. Một cái bãi tha ma là tại sao? Tại vì ở trong cái xứ Ấn Độ cái thời đó đó, quý vị thấy rằng có nhiều cái cách để mà cải táng cái người chết. Mà trong cái trường hợp này là ông phải đi qua cái khu rừng đó. Cái khu rừng đó là coi như là đầy dẫy cái xác chết à, vì ngay chỗ đó là người ta lâm táng. Thì ở mình đọc kỹ là ở trong cái bài kinh đó nói rằng á, khi mà ông đi ở cái lúc đầu á, thì ông do cái đêm tối mà ông cứ dấp vô à, cái thay người chết. Rồi dấp vô cái thay người chết á, thì nhìn xuống á, thì thấy à, một cái xác nằm dài như vậy, rồi tóc thì bù xù. Rồi ông cũng, ông chỉ trong tâm ông lúc đó ông chỉ nghĩ tới chữ Phật thôi. Thành ra ông cũng đi vượt qua được nữa. Rồi khi ông đi tới nữa đó thì cái chân ông lại đá vào một cái bộ xương à, khi mà vấp vào một cái bộ xương á, thì ông nhìn xuống á, thì ở trong kinh nói rằng là giống như là lúc đó ông muốn thối lui vậy đó à, muốn thối lui. Nhưng mà được một cái may mắn á, là lúc đó có một cái vị giả so mà quyến thuộc của ông ở trong quá khứ à, đọc lên cái bài kệ, mà đại ý cái bài kệ đó nói rằng là một bước đi của ông đáng giá mấy chục ngàn đồng tiền vàng à, thành ra hãy cố gắng cứ bước tới nữa đi đó. Thì do cái giả so đó, đó là có cái sự mà cũng giống như là trợ lực cho ông. Rồi quý vị thấy rằng rồi ở trong tâm cũng vậy à, tâm ông cứ nghĩ là chữ Phật. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong kinh mô tả lại là cái tâm của ông càng ngày nó càng sáng. Hãy tâm của mình nó càng sáng thì cái đường đi nó cũng lại sáng đó. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà ông cứ tiến tới thì khi mà gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật thuyết pháp cho ông nghe à, và sau đó ông đã đắc được quả vị Tu Đà Hoàn đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp này là chúng ta thấy rằng là cái trường hợp này thì ông trưởng giả cấp Cô Độc ngày đó thì trở thành đúng là một cái vị trưởng giả luôn. À, vừa có những cái thánh sản mà lại vừa có cái đức tin. Mà cái điều này là do đâu? Là do diện kiến gặp được Đức Phật à, Đắc Xá Ná, có nghĩa thấy được Đức Phật à, và khi mà thấy được Đức Phật rồi đó, thì được nghe pháp và chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Thành ra trong cái trường hợp này là chúng ta thấy rằng là cái sự mà thấy cao thượng ở đây là mình thấy được Đức Phật hoặc là thấy được các vị thánh tăng. Cũng như cái trường hợp của ngài Ubatissa là lúc đó là thanh niên Ubatissa chưa được gọi là ngài Xá Lợi Phất, thì quý vị thấy cũng vậy. Bỏ ra bao nhiêu năm trời, bao nhiêu công sức để mà đi tìm kiếm cái pháp giải thoát, nhưng mà cuối cùng thì tìm cũng không được. Rồi một ngày kia mới thấy được một cái vị đệ tử của Đức Phật đang ôm bình bát trì bình đi khất thực, rồi lân la đến hỏi thăm, rồi cái vị đó cũng chưa có thuyết giảng, chưa có thuyết giảng cho Ubatissa nghe nữa. Nhưng mà do chàng thanh niên này đã quá năn nỉ, ngài thuyết dùng một câu ngắn thôi cũng được, nói lên một câu ngắn thôi đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà cái vị này đã thuyết giảng một bài kệ ngắn lên vậy, rồi Ubatissa lúc bấy giờ trở thành một cái vị thánh Tu Đà Hoàn là ngài Xá Lợi Phất đó. Thành ra chúng ta thấy rằng là đối với cái sự thấy cao thượng ở đây là thấy được Đức Phật hoặc là thấy được các vị đệ tử của ngài. Còn nếu mà ở trong thời nay đó thì chúng ta không còn được gặp Đức Phật, hoặc là chúng ta không còn gặp được các cái bậc thánh nhân, nhưng mà ở đâu đó vẫn còn những vị có những cái công đức, hoặc là những vị có được cái đạo hạnh. Thành ra đó, nếu mà chúng ta mà có thời gian chúng ta tìm đến, chúng ta diện kiến đến, thì chúng ta học được, không được cái này nó cũng được cái kia,
Giống như mà cái, những cái câu dân gian mà thời nay người ta nói không bổ về ngang thì cũng bổ về dọc. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta gặp được những cái vị đó đó, nếu mà chúng ta muốn học về những cái pháp để mà vượt khỏi thế gian cũng được, hoặc là những cái pháp làm người sao cũng được, sao các vị cũng dạy cho mình hết. Thành ra chúng ta thấy rằng là coi như là chúng ta gặp được những cái vị đó thì chúng ta không được cái pháp này chúng ta cũng được cái kia, mà chúng ta không tăng trưởng cái thiện pháp nhiều thì cũng tăng trưởng được cái thiện pháp ít. Thành ra trong cái trường hợp này nó cũng giống như là nếu mà tính ra ở thời xưa thời Đức Phật thì chúng ta không có được được nhiều cái cao thượng, không có được cũng như là cái sự thù thắng nhất, nhưng mà nó cũng được một một chút gì đó nó theo ở trong cái thời đại này đó. Rồi cái điều thứ hai á là nghe cao thượng. Nghe cao thượng có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta nghe những cái gì mà nó làm cho thiện pháp nó được sanh khởi, hoặc là thiện pháp nó được tăng trưởng. Thí dụ như là chúng ta nghe pháp của Đức Phật, hoặc là chúng ta nghe pháp của những vị tinh văn đệ tử của Đức Phật. Như ở trong Pháp Cú Kinh á, quý vị thấy rằng là dầu nói ngàn câu kệ nhưng không lợi ích gì tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Quý vị thấy rằng có những cái trường hợp các vị tỳ khu mà có cái sự thắc mắc không biết làm sao mà có một nói một cái bài kệ ngắn như vậy, một cái câu kệ ngắn như vậy mà cũng giúp được cái vị đó đạt đến cái sự tịnh lạc đó. Thì quý vị thấy rằng là do đâu? Do khi mà chúng ta được cơ hội chúng ta nghe chánh pháp thôi, chúng ta được cơ hội chúng ta nghe chánh pháp thôi. Mình đừng có nói là đối với mình, những cái đối với những cái loài bàn xanh cũng vậy, những cái loài bàn xanh đó, quý vị thấy rằng thiên tử ếch không? Khi mà cái kiếp làm con ếch như vậy đó, nghe Đức Phật thuyết pháp mà không có hiểu được cái gì hết, nhưng mà chỉ có tâm tôn trọng quý kính pháp bảo, thành ra lúc đó đang nghe như vậy rồi bị mạng chung, bị chết do cái cây gậy của một cái người một đồng đã đè lên người mình đau đến nỗi mà chết đó. Thì sau khi chết rồi sanh lên làm thiên tử, khi mà từ ở trên cái cõi trời đó tiếp tục xuống nghe pháp nữa, và sau khi nghe pháp rồi thì là một cái vị thiên tử đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn đó. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với 500 con dơ ở trong thời kỳ Đức Phật bu bám ở trên một cái vách núi, rồi chỉ nghe chư tăng tụng Kusala Thamma như vậy thôi, mà có cái tâm tôn kính pháp. Vậy mà sau khi thân ngoại mạng chung luân chuyển giữa hai cõi trời và người, rồi cuối cùng đến cái thời của Đức Phật Thích Ca được sanh lại làm người, rồi xuất gia với ngài Xá Lợi Phất và tụng đọc học về cái tạng vi diệu pháp, và cuối cùng cũng trở thành 500 vị A La Hán đầy đủ tuệ phân tích đó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái sự nghe nếu mà chúng ta mà được nghe chánh pháp thì coi như là chúng ta không đạt được cái này chúng ta cũng đạt được cái kia rất là nhiều, rất là nhiều ở trong cái thờ Đức Phật. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ngài Bán Hiến Giá cũng vậy. Trong cái thấy chỉ là thấy, trong cái nghe chỉ là nghe, trong cái ngửi chỉ là trong cái nếm chỉ là nếm, trong cái xúc chạm chỉ là xúc chạm, chứ không có ai nghe, ai ngửi, ai xúc chạm, vân vân. Như vậy đó mà cũng đắc được đạo quả, đắc được đạo quả. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái sự mà nghe cao thượng là như thế nào? Nghe cao thượng là có nghĩa là mình nghe cái những cái điều gì mà cái thiện pháp nó sanh khởi, thiện pháp nó tăng trưởng. Còn ở thế gian á, mà chúng ta nghe những cái điều mà bình thường á, chúng ta nghe những cái điều mà tầm thường á, thì chúng ta thấy rằng một là tham nó sanh khởi, giờ mình nghe cải lương rồi tham nó sanh khởi không, nghe tham nó sanh khởi, hoặc là sân nó sanh khởi đó, mình nghe biết rồi nó cũng buồn quý vị, tự nhiên mình nghe mình nó giống như là tia nắng chiều còn sót lại trên ngọn tre rồi, hoặc là mình nghe những cái nó làm cho mình còn bi thảm hơn nữa, nó còn sẽ còn đau thương hơn nữa, hoặc là nếu mà ngược lại thì
chúng ta nghe, chúng ta không khởi lên cái sự đau thương đó, thì nó cũng khởi lên cái sự tham đắm. Mà thật sự ra nó mất thời gian, nó mất thời gian cho đối với cái kiếp người của chúng ta. Thật ra nó, quý vị biết không, khi mà chúng tôi đọc những cái sách của các vị trưởng lão, các vị viết ở trong cái thời nay, các vị nói rằng cái con người của chúng ta đó, thật ra đó, cái tuổi thọ nó rất là ngắn. Mà thiệt, nếu mà bây giờ mình so lại ở trong kinh, mình so lại trong kinh mình đọc với những cái cõi chư thiên thôi, đối với cõi người của chúng ta đó, nó rất là ngắn. Mà bây giờ á, mà chúng ta nghe những cái điều đó đó, thì biết bao giờ nó mới đủ. Cũng như là quý vị thấy rằng ở một cái đoạn kinh khác, Đức Phật nói cái cơ thể của chúng ta đó, những cái mắt á, như lỗ tai á, như lỗ mũi á, như cái bao tử mình á, nó là những cái hố sâu. Những cái hố sâu mà tại sao mà gọi là cái hố sâu, cũng như là chúng ta thấy rằng con mắt của chúng ta bỏ biết bao nhiêu hình ảnh từ hồi nhỏ đến giờ. Lỗ tai của chúng ta nghe biết bao nhiêu ca nghệ sĩ, chúng ta nghe biết bao nhiêu Thôi Phật tử đại chúng Pháp tính cho đọc trục trặc kỹ thuật, hy vọng rằng trong giây lát thì Phật tính sẽ trở lại với chúng ta. Chúng tôi xin được tiếp lời đại chúng Pháp tính. Khi nào đại chúng Pháp tính trở lại, quý vị qua thì cho biết. Khi mà chúng ta nghĩ về những pháp mang tính cao thượng này, thưa quý vị, chúng ta thấy một cái niềm tin rất là mạnh mẽ, đó là cuộc sống có thể chuyển hóa và chuyển hóa tốt hơn nếu chúng ta được tiếp xúc, chúng ta được sống với những gì gọi là những giá trị tốt đẹp của cuộc đời này.
Về điểm này thì từ cổ chí kim và đặc biệt là ở trong nền giáo dục đã khẳng định một điểm rất là quan trọng. Nếu con người được tiếp xúc, được hấp thụ, được giáo dục những điều tốt đẹp cao quý thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thay đổi, và sự thay đổi đó nó là một niềm lạc quan lớn nhất. Chúng tôi có nghe một vị hòa thượng, ngài nói một điều là con người đến lúc nào đó mà nghĩ rằng mình không thể học được nữa, mình không thể tiếp nhận được nữa, và mình không thể thay đổi được nữa, thì đời sống chỉ có hai điểm thôi. Hoặc giả là mình đã giác ngộ, trở thành vị A-la-hán, những gì nên làm đã làm và không còn phải tiếp tục tu tập nữa. Nhưng mà đa phần với những người mà không có khả năng để nghe, để học, để thay đổi ở trong đời sống, để đi đến chỗ cằn cỗi, và sự cằn cỗi đó là sự cằn cỗi đáng sợ nhất so với những cái sự cằn cỗi khác. Vì vậy sáu pháp này chúng ta nghe không phải đơn thuần chỉ là những gì mà gọi là tốt đẹp được biết đến, mà qua đó chúng ta phải khẳng định một điều là nếu con người chúng ta được nghe những điều tốt đẹp, được thấy những điều tốt đẹp, được thành tựu những điều tốt đẹp, thưa quý vị nghe không được. À, quý vị nghe không được hả? Dạ. Dạ. Nếu quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Có vị nào nói rằng chúng tôi nói vị rất biết hả? Dạ, có vị rất biết. Dạ. Lúc này chúng ta gặp cái khó khăn của phao thóc, thưa quý vị, đôi khi đường truyền bị gián đoạn, chúng ta không biết là do đường truyền hay là do phao thóc, nhưng mà quý vị thấy như thì tội tiểu siêu nãy giờ cũng vào và ra cũng nhiều lần. Chúng ta trở lại với đề tài mà Đại Đức Pháp Tính đang trình bày ngày hôm nay đó, thì quý Phật tử có thể dễ dàng nhận thấy là ngày hôm nay người Việt Nam hay dùng cái chữ là thăng hoa, thăng hoa, nhưng mà người ta nói một cách rất là lạm dụng, nói lạm dụng chữ thăng hoa, người ta nói nhiều ý nghĩa, nhưng cái ý nghĩa mà thực sự chữ thăng hoa mà trong cái nghĩa mà chúng ta muốn nói đến trong Phật pháp đó, là con người được tốt hơn, rồi chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, hoặc giả là từ cái chỗ đời sống phiền não sang thanh tịnh, từ cái đời sống chỗ u mê chúng ta có cái nhận thức sáng suốt, đó là một hiện tượng thăng hoa. Và những hiện tượng thăng hoa này không phải đến không phải tự nhiên mà đến. Ở đây thì đặc biệt là đề cập đến sáu cái pháp cao thượng, thấy cao thượng, nghe cao thượng, được cao thượng, học cao thượng, phụng sự cao thượng và niệm cao thượng. Hai pháp đồ thấy và nghe thì thưa quý vị, nó lại nằm ở trong cái một cái ý niệm rất là thú vị, khi mà người ta nói rằng con người mình được mở mắt đa văn quảng kiến. Đa văn quảng kiến là nghe nhiều, thấy rộng, hay là nghe nhiều học rộng. Thì cái thấy và cái nghe, nếu mà chúng ta biết thì chúng ta học được rất là nhiều. Và Đại Đức Phật Tính đã trở lại, xin kính thỉnh Đại Đức Phật Tính Hoa Kỳ tiếp tục. Kính thỉnh Đại Đức Phật Tính. Dạ, thưa quý vị,
được biết đến pháp tính nào. Trở lại rồi lại ra quý vị chờ cho trong giây lát, gọi là để pháp tính sẽ trở lại. Đôi khi công việc này chúng ta phải rất là kiên nhẫn, thưa quý vị. Ở đây thưa quý vị, chúng ta đề cập sang pháp tiếp theo. Sau cái nghe cái thấy cao thượng này thì chúng ta có cái gọi là cái được cao thượng, hay là thường thường khi gọi là lợi đắc cao thượng, nhưng mà được cao thượng. Những cái thành tựu đặng được mà trong đời sống của chúng ta có nhiều thứ. Ở bên Mỹ thưa quý vị, chúng tôi có đọc một bài báo gần đây, một chuyện rất là thú vị, đó là có một miếng đất mà năm rồi ta đánh giá là 1 tỷ đô la, dạ, ở tại Pomona, nơi mà chúng tôi sang định cư đầu tiên ở tại Mỹ đó. Và thưa quý vị, miếng đất đó là có một người vay 40 mấy triệu Mỹ Kim, 45 triệu Mỹ Kim để họ mua, rồi họ không có tiền trả nên người ta đem phát mại. Và vì trong cuộc đấu giá nó như thế nào mà không biết, nhưng mà rốt cuộc thì ngày hôm qua đó có một người đứng ra mua được với cái giá là 100.000 đô la. Và quý vị tưởng tượng là từ 1 tỷ mà còn có 100.000 đô la, thì có nhiều người coi cái đó là một cái lợi đắc cao thượng, một cái điều được cao thượng. Một cái đất mà năm rồi đến giá 1 tỷ mà năm nay mua chỉ bằng có chiếc xe thôi là quá rồi. Tuy nhiên cái được đó đối với một bậc trí nó không hẳn là một cái lợi đắc cao thượng cho bằng. Giả sử như là mình nói như mình hiểu như trong kinh Đức Phật dạy rằng mình được sanh làm người là một điều khó, làm người mới đưa mình được gặp được Phật là khó, nghe được chánh pháp là khó, áp dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày là khó, thọ mạng lâu dài là khó. Một cái chuyện mà trong cuộc sống mình có những cái được mà đôi khi mình đánh giá rất thấp. Ví dụ như là hồi mình còn trẻ thì quý vị, mình có sức khỏe, mình không có bao giờ nghĩ rằng cái sức khỏe đó nó là cái gì quý hết. Một ngày nào đó khi mà mình bị bệnh, đi đứng khó khăn, thì lúc bây giờ đó mình mới thấy là cái sức khỏe mình bình thường nó là một điều rất là quý. Chúng tôi có một vị sư bạn quen, sư đó bị tai nạn, bây giờ thì cũng đỡ, nhưng mà lúc đó là nằm liệt, nằm ở chỗ, và vì đó mới nói với chúng tôi rằng nằm một chỗ mà trong lúc bị thương tật cái là thấy người ta đi mà mình thèm, mình thèm được tung tăng, mình được đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Thì cái lợi ở trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị, đôi khi nó tùy vào mỗi cái góc cạnh, tùy vào mỗi cái nhìn của một người. Chúng tôi nhớ ở trong kinh sách đó, có nói đến nhiều cái trường hợp của chư vị Bồ Tát và các ngài đánh đổi cả ngai vàng, hay cái đánh đổi cả mạng sống để được nghe một cái pháp vi diệu. Về điểm này thì hồi nhỏ mình đọc như là một chuyện cổ tích, hay là mình nghĩ rằng đó là câu chuyện được khuyến khích. Tuy nhiên sau này lớn lên thì càng sống và càng nghiệm thì mình nhận ra một điều rằng có những cái giá trị hết sức là lớn lao ở trong cuộc đời này, mà cái giá trị lớn lao đó vốn dĩ chúng ta không có thể mường tượng, có thể mường tượng được. Ví dụ như vậy là đời sống của chúng ta, cho dù mình có nhiều phước, phước vật, có nhiều người thương, nhưng mà cái khả năng để mà sanh vào cõi khổ, sanh vào đọa xứ địa ngục ngạ quỷ thì vẫn còn. Nhưng mà với một cái vị đã đoạn tận thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, chắc chắn vì không rơi vào đọa xứ nữa, thì thưa quý vị, nó là một sự bảo đảm rất là lớn. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng có những cái này mà không thể so sánh với cái kia được. Và cái người sống trong cuộc đời càng sống càng hiểu biết, càng thâm nhập thì mới thấy rằng có những giá trị, và những giá trị đó. Và xin thỉnh Đại Đức Tính Quang Hỷ cầm biết cái thỉnh Đại Đức Tính. Dạ, còn
sám hối một tuần. Kính tri ân trưởng tọa Nhật Đẳng, kính chào đại chúng. Không biết tuần vừa rồi cũng vậy, đang giảng hăng hái hăng sai xưa, tự nhiên rớt, bây giờ cũng vậy. Không biết trong cái tình này nó như thế nào. Như hồi nãy chúng tôi đang nói, thật sự ra đó thì đối với những cái giác quan của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng đó, mình có xem gặp các cái hình ảnh hoặc là các cái gì cũng vậy, thì coi như là không bao giờ nó đầy được con mắt mình hết. Rồi cái lỗ tai của mình cũng vậy, nếu mà mình nghe bao nhiêu âm thanh nó cũng không có đầy cái lỗ tai mình được, hoặc là mũi mình ngửi mùi cũng vậy. Thành ra đó, chúng tôi nhớ rằng ở trong cái bài kinh đó, Đức Phật nói rằng là con người của chúng ta có những cái hố sâu, con người của chúng ta nó có những cái hố sâu, thì đến ngày bây giờ đó, khi mà mình tu tập đó, thì mình mới biết rằng là tại sao mình gọi là hố sâu. Tại vì rồi bây giờ mình coi bao nhiêu hình ảnh không bao giờ nó đầy, mà mình nghe bao nhiêu âm thanh không bao giờ đầy. Nhưng mà nếu chúng ta nghe cao thượng, có nghĩa là chúng ta nghe pháp được, sau khi chúng ta nghe rồi mà chúng ta đắc được đạo quả đó, thì lúc đó đó chúng ta mới cảm thấy rằng là nó sẽ đầy đó. Bây giờ tiếp theo thì là đắc cao thượng. Đắc cao thượng là pha nút tắc vi giác, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình đắc được những cái pháp, nhất là những cái pháp của bậc thánh nhân. Thí dụ như mình có được niềm tin, có được giới, có được tàm, có được quý, có được văn, có được thí, có được tuệ, đó là chúng ta pháp này gọi là chúng ta đắc được cao thượng. Ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng khi mà mình có đầy đủ vật chất đầy đủ, nhưng mà nó cũng chưa có được gọi là cao thượng. Là tại sao? Tại vì nó chỉ vung bồi vung đắp cho chúng ta được ở trong cái cuộc đời ngày hôm nay thôi, giỏi lắm là hết kiếp người này thôi. Rồi khi mà chúng ta nhắm mắt đi thì bao của tiền cũng bỏ lại thôi. Thành ra đó, nó chưa phải được gọi là cao thượng. Còn đối với chúng ta mà có niềm tin đi, chúng ta mà có giới đi, chúng ta mà có tàm có quý đi, thì quý vị thấy rằng là coi như là chúng ta tái sanh ở kiếp nào cũng vậy, chúng ta vẫn còn những cái này được gọi là tài sản, những cái này được gọi là thánh sản. Thành ra đó, cái ngay cái chỗ này á, gọi là đắc cao thượng. Đắc cao thượng. Rồi thứ tư á, là học cao thượng. Học cao thượng có nghĩa là học cái gì? Học những cái gì mà làm cho thiện pháp sanh khởi, thiện pháp được tăng trưởng. Chẳng hạn như là chúng ta học về tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Đó là chúng ta học những cái điều cao thượng. Quý vị biết rằng cũng như ngày mai này chúng tôi đi giảng ở chùa Siêu Lý quận 6 về cái đề tài là ý chí của tất cả, có nghĩa là kinh Phật tự thuyết. Thì quý vị biết rằng ở trong những cái bài kinh đó ở đầu đề là thường được mở đầu bằng là cái câu là Đức Phật thuyết như vậy, bậc A La Hán thuyết như vậy. Thì quý vị biết rằng lúc đó khi mà chúng tôi đọc vô cái tựa đề như vậy chúng tôi mới có một cái ngạc nhiên là tại sao mà mình đọc trong những cái bài kinh khác bài kinh trong Trung Bộ là được mở đầu bằng là như vậy tôi nghe một thờ Đức Thế Tôn trú tại Ra Chá Gá Há gì đó, thường thường là như vậy tôi nghe một thờ Đức Thế Tôn trú tại đâu vậy đó. Nhưng mà tại sao ở trong cái bài kinh này mà chúng tôi đọc vô chúng tôi lại thấy là Đức Phật thuyết như vậy, bậc A-la-hán thuyết như vậy đó. Thì khi mà chúng tôi thấy cái sự nhập đề nó khác với những cái bài kinh ở trong Trung Bộ, thì khi mà tìm hiểu ra đó thì chúng tôi mới biết được là những cái bài kinh Ý Tí Quốc Tất Cá này đa phần là do một cái vị nữ cư sĩ Khuất Chút Tá Ra. Có nghĩa là Khuất Chút Tá Ra đó là ngài đi vào cung điện nghe Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật thuyết pháp cho các vị tỳ khưu nghe đó. Nhưng mà tín nữ cư sĩ Khuất Chút Tá Ra mỗi ngày đều vào ở trong đó để mà nghe
pháp, rồi sau khi nghe nghe vừa nhớ vừa vừa ghi lại, vừa ghi nhớ lại, thành ra thiết lại cho hoàng hậu Quá Ti nghe cùng với các cung nữ nghe. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong đó mới mới được viết đầu đề là Đức Phật thiết như vậy, bậc A La Hán thiết như vậy, đó chính tôi đã được nghe. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình tìm được cái điều đó đó, tự nhiên chúng tôi cảm thấy nó vui, quý vị cảm thấy nó rất là hay. Mà nhiều khi mình kể ra đó thì mình thấy ôi ta không thấy gì vui hết, nhưng mà chính bản thân chúng tôi á thì chúng tôi thấy được rằng là mình rất là vui, tại vì ở trong cái bài kinh kia đó thì lại có cái sự mở đầu như vậy tôi nghe một thờ Đức Thế Tôn. Còn tại sao mà bài kinh này thì tự nhiên là Đức Phật thuyết như vậy, bậc A La Hán thuyết như vậy. Đó, thành ra đó khi thế Phật tử Hoa Kỳ thì những điều một chút ở trong con thóc thì quý vị bây giờ chúng tôi mới hiểu sở di quê chúng tôi họ có cái thành ngữ là bà trật bà dục. Bà trật bà dục là có nhiều khi chúng ta vào mà nó lúc được lúc không, nó cũng cũng là một chuyện mà đôi khi cũng rất là tội nghiệp chư vị giảng sư. Mình nói chuyện mà đường truyền nó không có ổn định thì nó phiền lắm. Các vị cũng cố gắng như vậy là điều rất là đáng tán thán. Có nhiều khi đang thuyết giảng mà nó cứ bị gián đoạn đường truyền hay là bị rất đứt khỏe. Điều một cái sức là làm cho mất cái nguồn cảm hứng. Nhưng mà hy vọng rằng sinh hoạt lâu ngày cũng là thói quen. Cái kinh nghiệm của chúng tôi đó là chưa tăng giảng trong khoa học thời gian thì chưa tăng lại có đủ cái sự kiên nhẫn với những trục trặc kỹ thuật, bởi vì mình ở bên ngoài thì mình đòi hỏi thế này kia, rồi ở trong khoa học là phải đành chịu thôi. Bây giờ thì trong cái thời gian chờ đợi để Đức Phật tính trở lại thì chúng tôi xin được tiếp theo là không phải lúc nào thứ gì chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta thành tựu, hay là chúng ta học, chúng ta phụng sự, hay là chúng ta niệm tưởng là tất cả đều cao quý hết đâu. Trong kinh nó có hai bài kinh khác lại có liên hệ đến sáu pháp này mà được trình bày trong một cái dạng khác nhau. Ví dụ như chúng ta có bài kinh rất là thường gặp, đó là tên kinh Mangala Sutta. Mangala Sutta thường dịch là kinh hạnh phúc, hay là kinh như vậy thì nhất hạnh dịch là kinh phúc đức. Chư Tăng Nam Tông mà ảnh hưởng Pháp Sư Không Tham dịch kinh hạnh phúc, nhưng mà dùng nhìn đúng nghĩa đó là gọi là kinh điềm lành. Kinh điềm lành tức là kinh dấu hiệu các tường. Ở trong kinh dấu hiệu các tường này đó thì Đức Phật trả lời cho một vị tiên nữ khi mà đến gặp Đức Phật ở trên đời này, cái gì mà mình thấy, cái gì mình nghe, cái gì mà mình chứng kiến mà nó gọi là nó là dấu hiệu tốt lành, gọi là điềm lành á, và Mangala là điềm lành. Thì Đức Phật này dạy 10 kệ ngôn, và trong đó có 38 điều, 38 điều những người có được những điều như vậy đó thì dấu hiệu tốt lành. Thì thưa quý vị, cũng có một cái bài kinh khác, mặc dù đề tài không hẳn liên hệ đến đề tài ngày hôm nay, nhưng mà qua đó chúng ta cũng suy niệm rất là nhiều về cái nhận thức của chúng ta, thế nào là điều tốt lành và điều không tốt lành. Đó là kinh Đế Thích Sở Bấn.
Thì trong Kinh Đức Sở Vấn này, Đức Phật kể dạy là một cái vị hành giả tu tập là cần nhận thức được là có những cái tư duy, có những điều mà gọi là nên thân cận và không nên thân cận. Khi mà mình nói nên thân cận hay không nên thân cận, tức là mình hiểu được là về cái giá trị đường dài, có những điều nhất thời đó, nó thấy như vậy nhưng giá trị đường dài nó lại không có được, nó lại không tốt. Ví dụ như là mình ăn những món ngon bây giờ thì nó ngon miệng đó, nhưng mà mai hậu thì nó để lại những cái di hại thì không nên. Có những thứ mà mình hiện tại thì nó không ngon lắm nhưng mà về dài thì nó lại tốt. Thì một cái người tu tập cũng hiểu cái gì nên thân cận và gì không nên thân cận. Hay nói cách khác là chúng ta hãy có những cái pháp giá trị đường dài nó có khả năng hướng thượng, giá trị đường dài hay là những pháp mà về dài nó đưa chúng ta vào chỗ đọa lạc. Thì quan trọng là chúng ta biết nhận thức, biết phân biệt. Ở trong đối với những người đánh cờ đó, thì người ta có một cái quan niệm về vấn đề là mình đánh cờ mà gọi là cao cờ đó, là mình phải thấy nhiều nước trước đó. Nếu mà đánh cờ mình chỉ thấy thì thưa quý vị chưa có phải là cao cờ lắm. Người ta phải nhìn vào có 3-4 nước khác nhau và thì họ mới có thể càng thấy càng xa thì điều đó rất càng tốt. Ở đây trong sáu pháp cao thượng này chúng ta thấy rõ rằng là để có khả năng nhận diện trong cuộc sống, điều này nó có mang lại cái giá trị về lâu về dài tốt đẹp hay là bị lâu về dài nó sẽ có di hại đó, thì cuộc sống chúng ta phải đặc biệt rất là tinh tế. Khi mà mình học những điều này thì mình mới thấy được là cái giá trị của giáo pháp. Chúng tôi sống ở tại bên Mỹ đó, thưa quý vị. Ở Mỹ đó, là một quốc gia mà có rất là nhiều cái người gọi là cuồng tín, gọi là cultist. Cultist tức là họ đi theo những cái phong trào dị giáo đó. Họ rất là sùng bái một ông mục sư hay sùng bái một người nào đó. Và khi mà những người này đó họ lên TV họ giảng đó, thì có một cái số tín đồ theo rất là đông. Thì mới nhìn thấy, thoạt nhìn cái chuyện mà họ giảng, họ diễn thuyết hay là bài thuyết giáo về kinh thánh mà nhiều người đông á, thì nhiều người Việt Nam nói bên đây họ truyền đạo hay quá, họ có phương pháp, có hệ thống. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc lại cái lịch sử thì đa số những người này sau một thời gian dài rồi họ đều bị cái hậu quả là tại vì họ cả tin, họ dễ tin, do đó họ dễ dàng đánh mất cái niềm tin của họ và họ dễ dàng bị lợi dụng. Và cái sự lợi dụng này á, nó nhan nhản ở tại Mỹ. Dạ, nhan nhản ở tại Mỹ. Tại vì sao vậy? Là tại vì một cái thời điểm, một cái nào đó người ta cảm thấy người ta rất là thích thú. Dạ, rất là thích thú cái việc đó. Ít có ai nghĩ rằng cái việc đó bị vì lâu về dài nó có cái ảnh hưởng tai hại như thế nào. Cũng như ở trong cuộc sống của chúng ta mà mình ăn cái món ăn đó mà mình thấy rằng đó nó ngon, thấy ăn nó vui, nhưng mà câu hỏi chúng ta đặt ra là vấn đề về đường dài nó có di hại hay không, thì đó là vấn đề mà mình phải đặt ra. Thì ở đây khi mà Đức Phật ngài dạy về những cái pháp cao thượng này, dù là thấy cao thượng, nghe cao thượng, lời đặt cao thượng, học cao thượng, một phụng sự vô thượng, niệm vô thượng. Chúng tôi cũng nhắc quý vị là trong trong cái bài chánh văn của bài kinh hôm nay đó, có vấn đề, có cái chữ mà thật ra cái chữ đó chúng tôi nghĩ rằng mình phải điều chỉnh. Đó gọi là hành vô thượng. Cái chữ hành vô thượng rất là dễ hiểu lầm. Đúng ra chúng ta nên dịch là phụng sự cao thượng hơn là chữ hành vô thượng. Đối với chờ chút thôi. Rất là tội nghiệp để được pháp tính, quý vị cố gắng chạy ra chạy vô, nhưng mà nãy giờ chúng tôi thấy nick của đại đức pháp tính cứ
chợt đến chợt đi, nhưng mà rồi lại không có vào trung rung được, có vẻ là đường truyền. Đại Địa Pháp Tính vừa vô hạn. Giờ thỉnh Đại Địa Pháp Tính nha. Giờ thỉnh Đại Địa Pháp Tính. Xin lỗi quý vị. Có lẽ là bây giờ thì quý vị quan nghĩ chúng tôi nghĩ là mình nên đổi cái không khí một chút xíu. Bây giờ cũng đã một giờ một hồi rồi. Mà Thiền Tọa Từ Siêu, Thiền Tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu Thiền Tọa Từ Siêu đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thiền Tọa. Dạ. Thiền Tọa Từ Siêu là hôm nay chúng ta nói về sáu cái pháp cao thượng mà cũng là sáu pháp vô thượng. Thì câu đầu tiên đó là muốn hỏi Thiền Tọa Từ Siêu là cái chữ Anuttara. Dạ, Anuttara chúng ta nên dịch là vô thượng hay là cao thượng. Và Thiền Tọa có nghĩ giải thích là tại sao những pháp này mà gọi là cần được thắng tri. Dạ, cần được thắng tri. Tại sao mình nói không được, là sáu pháp có nhiều tác dụng mà mình gọi là thắng tri, tại vì đó là điều khó hiểu, khó nhận thức và khó lãnh hội, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh Thiền Tọa. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Tùy Tụng Đức Kinh, Thưa Phật Tử. Trước hết thì chúng tôi xin được trả lời cái câu, cái danh từ Anuttara, Anuttariya. Bản thân của chữ Uttara đã là cao thượng rồi, còn chữ Anuttara có nghĩa là vô thượng. Chữ vô thượng là cao tột, là không có cái gì cao hơn nữa, như vậy gọi là cao thượng. Nếu mà chúng ta nói Anuttaro Samma Sambuddho là vô thượng chánh đẳng giác, thì do đó cái chữ Anuttariya dịch là vô thượng, nó đúng từ hơn là dịch cao thượng. Nhưng mà nó cũng nghịch lý lẫn cái là nghe vô thượng, thấy vô thượng, thì ở trong trường hợp này thì chúng ta khó mường tượng được, khó nghĩ ra được tại sao chỉ có sự nghe không mà nó trở thành vô thượng. Cho nên ở đây là mới dịch là cao thượng, có nghĩa là cái sự nghe nào mà làm cho thiện pháp chưa sanh được sinh khởi và làm cho thiện pháp đã sanh được tăng trưởng, như là gặp Đức Phật hay là được gặp các vị đệ tử chân chính của Đức Phật, thì trong trường hợp này chúng ta dịch là nghe, thấy cao thượng thì kéo xuống một chút, thì chúng ta dễ hiểu hơn là thấy vô thượng, mặc dù nó đúng từ. Do đó cái việc mà dịch kinh sách á, dịch kinh á, thưa quý vị, nó cũng tùy theo, không phải dịch văn tự không, mà phải suy nghĩ đến cái nghĩa lý của cái đoạn văn đó, cái mạch văn đó nữa.
Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó, là khi hỏi rằng, câu thảo luận số 1 hỏi rằng là tại sao 6 cái pháp cao thượng này được gọi là cái pháp cần thân tri. Chữ Parinya đó cũng là biết, nhưng mà biết tri tức là biết rộng, cần phải biết rộng rãi. Nhưng mà tất cả pháp nào mà thuộc về thân tri đó thì cái pháp đó cần phải hiểu như là một cái sự giác ngộ, hiểu như là một sự giác ngộ. Vì ở đây những cái pháp như là thấy, nghe hoặc là đắc lợi hoặc là học tập hoặc là phụng sự hoặc là tùy niệm, những cái pháp đó nếu như mà không có thấy nào cũng là thấy thôi, nghe nào cũng chỉ là nghe thôi, thì như vậy thì mình sẽ không đạt được, mình sẽ không đi tìm cách làm sao để đạt cho được cái mục đích của sự thấy sự nghe. Mà nó có nhiều lợi ích. Thì ở đây trong những cái thể tại pháp mà chúng ta cần chú ý, những cái pháp mà có thể mường tượng với nhau, mường tượng với nhau như là pháp đa tác dụng cũng là những cái thiện pháp mà chúng ta thấy chúng ta dễ bị nhầm với những pháp cần biết tri, những pháp cần sanh khởi, những pháp cần thắng tri, những pháp cần tác chứng. Những cái thể tài đó xem ở trong chi pháp chúng ta sẽ thấy mỗi một chi pháp nó có cái sự khác nhau, nhưng mà chỉ có trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất đó, thì Ngài mới suy nghĩ một cách chu đáo về lời dạy của Đức Phật, nên Ngài mới đem thành cái nhóm pháp Mukara hoặc là nhóm pháp Parinyaya vân vân. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta đọc cái đoạn kinh này thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài đã sắp đặt 6 cái pháp vô thượng này là pháp cần phải biến tri, thì chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta hiểu được tại sao là những cái pháp cần phải biến tri mà không là những pháp cần sinh khởi, hay là cần biến tri hoặc là những pháp đa tác dụng. Ở đây chúng ta nên hiểu rằng là chúng ta phải thấu đáo những cái pháp này, là những cái pháp mà chúng ta cần phải thấu đáo, chứ không thể hiểu biết một cách suông được. Chúng ta cần phải thấu đáo và có cái sự ứng dụng ở trong cuộc sống. Nếu mà chúng ta thấu đáo và chúng ta biết ứng dụng những cái pháp đó thì pháp này
được gọi là pháp cần thắng tri. Cái chữ thắng tri ở phiên nhân giá có đôi khi từ này được sử dụng ngang với cái chữ sát chí karoti aphichanati với cái chữ sát chí karoti. Sát chí karoti là sát chí katapa, là pháp cần phải tác chứng. Thì ở đây như ở trong bài kinh chuyển pháp luân, khi mà ngài đề cập đến con đường trung đạo là dẫn đến giác ngộ thắng trí, thắng tri, dẫn đến giác ngộ, dẫn đến thắng tri, dẫn đến niết bàn. Thì như vậy rõ ràng là ở đây đó, khi mà chúng ta học tùy từ Phật học đó, là xài tùy theo chỗ mà xài. Và ở trong trường hợp này chữ thắng tri nó không có nghĩa là cái sự nó sẽ đắc chứng. Bởi vì ngày mai này chúng ta mới học đến cái pháp là cần phải tác chứng, còn bây giờ thì chúng ta đang học về cái pháp thần tri. Thì hai đó ở chỗ này trong bài kinh này thì ngài sẽ lập Phật ngài xếp loại có sự khác nhau, chớ ở chỗ khác đó, thì cái chữ thắng tri, thí dụ như sách sách ta của chăng et sách cho bất chăng ga samadakhata sam sapadasino sapadasina munina samadakhata phavita publicata sangvatanti avinyaya nipanaya japodhiya. Bảy giác chi đã được bậc kiến giải bậc trí giả chân chánh giác ngộ. Bài pháp này nó đưa đến sự thắng tri, giác ngộ niết bàn. Thì như vậy ở đây khi mà chúng ta nói đến chữ thắng tri, nó có nhiều khía cạnh để mà xài, nhưng mà trong khía cạnh này chúng ta thấy là cần phải hiểu, cần phải hiểu một cách thấu đáo, như vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Sao thú kính trưng Thượng Tọa Thầy Siêu, tướng Đức Thượng Tọa chưa có trả lời xong. Mà Thượng Tọa Thầy Siêu, ở trong đề tài ngày hôm nay chúng ta có cái phụng sự cao thượng. Nói về phụng sự thì có nhiều người họ quan niệm như vậy là mình chăm sóc, mình lo lắng, mình quan tâm đến những người bị quên lạc, những người bất hạnh.
cái đó mới là sự chăm sóc đáng quý. Còn những cái vị mà đại ân đại đức, những bậc cao cả đó thì quá nhiều phước đức rồi, mình có phụng sự đi nữa thì cũng có bằng phụng sự cho những người nghèo khổ mà bị quên lãng. Thì cái quan niệm đó nó có đi ngược lại với cái quan niệm phụng sự cao thượng ở đây không? Xin thượng tọa quan nghĩ cho biết ý kiến của thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Ở đây nó có hai vấn đề. Phụng sự thì phụng sự cho ai, phụng sự cho cái gì? Thì nó cũng có cái nghĩa là cao cả, tốt đẹp. Nhưng mà ở trong chú giải đó, thì nói rằng người ta nghĩ đến phụng sự cho các vị vua Sát Đế Lị là phụng sự cho các vị Bà La Môn, hoặc là những vị Bà La Môn họ phụng sự cho cái việc thờ cúng tế lễ vân vân, cũng là cái phụng sự. Nhưng mà những cái phụng sự đó, một là có thể có tà kiến, hai là cái sự cái việc mà phụng sự cho những người nghèo khổ bất hạnh bị ăn quên, thì cái đó nó chỉ là cái phước và phước khổ lậu thôi, cho nên nó không trở thành anuttariya được, không thể anuttariya được. Mà ở đây phụng sự này nó có hai, là một là phụng sự cho những bậc đáng phụng sự, đáng được phụng sự, tức là đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với chư thánh tăng, thì mình phụng sự như vậy là chính đáng, là đem đến cái phước báo nhiều. Nhưng mà trong nghĩa thứ hai nữa là phụng sự cho cái lý tưởng giải thoát. Bởi vì ở đây là phụng sự như thế nào để làm cho thiện pháp được sinh khởi, và những thiện pháp đã có được tăng trưởng, thì cái việc của phụng sự đó khi đã nói như vậy thì làm như thế nào để cho thiện pháp được tăng trưởng, thì cái đó là cao quý. Còn cái quan niệm thường thức á, thì người ta chỉ nói rằng là phụng sự cho những người nghèo khổ mới là cao quý, bị lãng quên mới là cao quý hơn. Bây giờ thử hỏi, khi mà cha và mẹ của mình, dù cha mẹ mình không phải là cái người bất hạnh, không phải là người bị lãng quên, nhưng mà cha mẹ mình
là bậc đại ân nhân của mình, do đó cho nên mình phụng sự cha mẹ thì cái điều đó nó cũng là cao quý, cũng là tốt đẹp. Nhưng mà chỉ là cao quý là tốt đẹp thôi chứ còn chưa gọi là vô thượng. Thành ra cái chữ anuttaru, anuttara, anuttariya là chúng ta cần phải hiểu là phụng sự như thế nào mà để toàn thiện thì cái đó mới là phụng sự cho, hay phụng sự một cách tốt đẹp, phụng sự một cách là cao thượng, vô thượng. Còn cái quan niệm mà phụng sự cho những người tầm thường bất hạnh bị lãng quên mới là cao quý hơn, chưa chắc thưa quý vị. Chúng ta làm cái công việc đó bất quá chỉ là lợi hành, đến cho chúng sinh khác của Athacharya, cái đó nó tạo cái phước thì được, nhưng mà gọi là cao quý thì nó chưa chắc cao quý. Là bởi vì những người mà chúng ta phụng sự đó, những người đó mặc dù nghèo khổ rất đáng thương, nhưng mà họ lại là người không có trú trong giới, không trú ở trong cái thiện pháp, thì làm sao mà mình phụng sự cho người đó mà bằng cái thái độ tâm của kẻ cả, của cái người hữu hạnh mà chăm lo cho người bất hạnh trong suốt thời gian mà chăm lo như vậy đó, thưa quý vị, người này chỉ được cái là họ nghĩ rằng mình đem công sức để làm lợi ích cho chúng sanh, nghĩ vậy thôi. Chứ còn nói trên phương diện cao quý vô thượng đó, thì phải nói là chúng ta phụng sự cho Đức Phật, cho giáo pháp, cho tăng chúng, và chúng ta phụng sự cho cái lý tưởng giải thoát của mình, thì như vậy nó mới đưa đến cái sự tốt đẹp. Xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Tuệ Sư, bạch Thượng Tọa Pháp Đăng Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân trả lời cho câu thơ luật số 3. Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được không? Dạ. Thượng Tọa Pháp Tân, khi mà chúng ta nói về học cao thượng đó, thì nó khi như chúng ta liên tưởng đến một điều là khi mình học đó thì mình nên có cái kiến thức chiều rộng, chúng ta gọi là kiến thức tổng quát. Kiến thức tổng quát thì nó tương đối rất cần thiết, và nếu một người nào đó họ tin rằng mình chỉ nên học cao thượng là học những gì mà chuyên về Phật pháp, rất là chuyên về Phật pháp thôi, không nên học những cái gì mà nó có tính cách là nó nặng về chiều rộng, thì Thượng Tọa Pháp Tân có hiểu cho biết ý kiến Thượng Tọa là chúng ta có cái kiến thức ngoại điển đó, nó có cần cho những vị tăng sĩ không ở cái tỉnh Thượng Tọa Pháp Tân?
Dạ, xin thỉnh thưa tổ hợp pháp tân cộng minh. Dạ, dạ kính thỉnh thưa tổ hợp tân. Dạ, Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Đăng Đại Đức Phật Tính, cùng Chư Tôn Đức Đang hiện diện trong rung. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Nhà kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì theo con nghĩ rằng nói rằng mình nghe hay là mình học cao thượng thì nếu ở trong kinh thì rõ ràng là mình hiểu được cái giáo lý, cái lời dạy của Đức Phật, thấm nghiệm được, chiêm nghiệm được cái lời dạy của Đức Phật, để rồi là mình thực hành để có được cái sự lợi lạc ở trong cái đời sống tu tập của mình. Thì quả thật đó là một trong những cái học mà phải nói rất là cao thượng ở trong đời sống. Bởi vì dù gì đi nữa thì hiểu Phật Pháp để hành Phật Pháp ấy, thì cái điều đó nó thật sự là lợi ích cho cái đời sống mà mình có cái chí hướng giải thoát. Có một điều đó là ở trên cuộc đời này thì để học thì theo con nghĩ là nó rộng, nó bao la lắm. Cho nên mà để mà thông hiểu được hết đó, thì con nghĩ rằng cái một người tu sĩ đó thì trước tiên đó là phải biết về cái hiểu và biết về cái giáo điển lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà nếu như cái bên cạnh đó đó thì ở đây con nghĩ rằng đi học cái những cái môn học mà có thể hỗ trợ cho cái việc mà hành trì Phật pháp của mình, hay là một cái hỗ trợ cho cái việc mà mình xiển dương Phật pháp này, bởi vì cái kiến thức đó đó, tôi nghĩ rằng khi mà mình giống như là con nghĩ rằng giống như ngài Xá Lợi Phất ngày xưa vậy đó, ngài trước khi mà trở về để làm ngài cũng như là ngài Mục Kiền Liên, mà trước khi trở về để mà làm đệ tử của Đức Phật đó, thì hai vị này xuất thân từ là một những vị Bà La Môn, và do vậy đó thì những vị này đó là rất là tinh thông được các cái môn học, tinh thông các cái môn học, và khi mà trở về với Đức Phật là giác ngộ thành một bậc A La Hán tinh văn thượng thủ đó, thì với cái sự hiểu của ngài, cái sự biết của ngài về những cái điều đó, thì con nghĩ là ngài cũng đã vận dụng ở trong những cái điều mà ngài đã học trước đó. Thì nói như vậy thì có nghĩ rằng cái điều mà một tăng sĩ mà học được Phật Pháp, kiến thức Phật Pháp đó, đó là chuyện cần thiết, rất là cần thiết, và phải nói rằng rất là quan trọng cho cái việc mà mình hiểu để hành theo lời dạy của Đức Phật, hoặc là mình có thể là xiển dương cái lời dạy của Đức Phật đi vào trong cái quần chúng xã hội này, thì con nghĩ điều đó rất là cần thiết. Nhưng mà nếu được học được thêm những cái ngoại điển thì theo con nghĩ rằng nó cũng rất là cần. Bởi vì cái ngoại điển nào mà nó có thể phục vụ, giống như là bây giờ theo con nghĩ đó, thì hai cái việc mà mình học về 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 cái ngôn ngữ chính, giống như là ngôn ngữ mà gọi là kinh điển là Pali Tạng, ví dụ vậy. Nếu mà mình học thông thuộc Pali á, rõ ràng là mình có thể là làm nhiều việc khác nữa, mình có thể chuyển dịch hay là mình xem được từ ở cái nguồn gốc chính từ ở trong kinh điển Pali. Nhưng mà nếu mà có một số nguồn kinh điển từ ở các cái ngôn ngữ khác, ví dụ như là
Anh ngữ hay hoặc là Thái ngữ hay hoặc là các cái ngôn ngữ mà mình biết rằng các nước Phật giáo đó, thì nếu mà mình học được thì mình cũng có thể hiểu được và mình so sánh được nhiều thứ để mà mình làm áp dụng cho cái Phật pháp này, áp dụng cho cái việc mà hành trì hiểu và diễn đạt diễn dương cái Phật pháp này, lời dạy của Đức Phật cũng vậy. Hay hoặc là mình học về các cái môn học nào mà để cho hỗ trợ cho cái việc mà mình diễn dương Phật pháp, thì con nghĩ rằng do cái cách mà mình dụng tâm của mình trong cái việc mà mình làm lợi ích cho Phật pháp hay là làm lợi ích cho việc tu tập của mình. Nhưng mà theo con nghĩ rằng là cái bề, nếu mà mình hiểu được cả cái những cái pháp của thế gian, những cái pháp của thế gian liên quan đến những cái lịch sử lên triết học hay hoặc là các cái môn học khác đó, thì nếu mình đã nắm vững về Phật pháp rồi, giáo điển rồi, mà mình hiểu được những cái điều kia nữa, thì con nghĩ rằng giống như là mình mượn văn để mà mình thấy cái Phật pháp này tại cái đạo này, để cho mà mọi người đều có thể hiểu được. Thì khi mà tiếp xúc với quần chúng thì con nghĩ rằng họ có nhiều thứ, họ có nhiều thứ. Kiến thức của những cái người ở bên ngoài, những cái người ở bên ngoài thì họ có những cái kiến thức về về Phật học, thì mình không có dám nói để so sánh với những cái vị tu sĩ, ví dụ vậy. Nhưng mà về các cái môn học ở bên ngoài thì có thể là có những người họ cũng rất là giỏi. Và nếu như vậy thì mình làm tô điểm cho Phật pháp này, nếu mà mình đã nắm vững được cái giáo điển, mình đã hiểu được cái giáo điển lời dạy của Đức Phật thông qua Tam Tạng Kinh Điển, và nếu mà mình có thêm học thêm được những cái ngoại điển, chẳng hạn như là mình học về lịch sử văn hóa rồi triết học hay hoặc là ngôn ngữ học chẳng hạn như vậy, thì con nghĩ rằng cái đó để mình phục vụ cho cái việc mà hoằng pháp hay là đem Phật pháp vào đời, thì từng ở cái giai tầng trong cuộc đời này, dù là cái giới nào, mình cũng có thể tiếp xúc được với họ để cho họ có thể hiểu được với Phật pháp, và họ cũng không có xem thường Phật pháp ở trong một cái giới hạn gọn ghẽ ở trong cái nào, trong cái khuôn khổ nào, mà mình hiểu đó để mà mình vận dụng, thì con nghĩ rằng cũng nên cần học cái ngoại điển đó nếu mình có thời gian. Còn cái nội điển là cái chuyện đó là phải nhất thiết phải có, là vì nếu mà mình là một tu sĩ mà mình không có cái nội điển, tức là mình không hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, mình chẳng lẽ mình đem những cái điều kia ra mình nói, thì có lẽ là mình nói và mình hiểu cũng không bằng những cái người ở bên ngoài. Con nghĩ như họ là tiến sĩ, thạc sĩ về ngành này ngành kia, thì họ có cái chuyên môn cái ngành đó, thì mình cũng không thể nào sánh lời với họ. Nhưng mà nếu mà mình biết được như vậy đó, thì con nghĩ rằng nó cũng là cái việc hỗ trợ để cho Phật pháp này mình có thể làm được, đưa Phật pháp này vào đời, tùy vào mỗi người, từng vào cái lớp, tầng lớp của xã hội, từng lớp của xã hội, dù là cái giới trí thức cũng có thể hiểu được, và những cái giới bình dân cũng có thể hiểu được về lời dạy của Đức Phật, thì cái điều đó con nghĩ rằng nó cũng tốt. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải hiểu về nội điển, thì cái điều đó là thiết yếu. Nếu con không hiểu được ở cái ngoại điển, không biết được cái ngoại điển, nhưng mà con vẫn biết được cái nội điển, thì cái điều đó nó cũng cũng đáng quý. Bởi vì cái của mình cần phải hiểu, còn cái mà mình biết thêm đó thì càng tốt, để hỗ trợ cho cái việc mà hoằng dương giáo pháp, đem Phật pháp vào đời, thì con nghĩ việc đó rất là tốt. Thì con xin có cái ý suy nghĩ qua cái câu hỏi, trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh từ trò trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
sa thủ cái chân từ tổ tịch. Đại đức Quyên Thông, Đại đức Quyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu dạ. Đại đức Quyên Thông ở đây chúng ta có nói pháp niệm cao thượng. Nếu mà mình nói về niệm cao thượng thì phải chăng là cái tâm của chúng ta thường xuyên niệm tưởng về những ân đức cao quý như của Phật, của Pháp, của Tăng, của Thí, của giới chư thiên. Và nếu một người mà họ thường phiếm luận, họ bàn những chuyện thế sự, những chuyện không đâu ra đâu hết, thì những người ưa thích những chuyện đó có phải chăng là họ thiếu cái những cái niệm tưởng cao quý không? Thiếu cái niệm cao thượng có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Đại đức Quyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con xin góp ý về cái câu thảo luận số 4. Hỏi rằng một người ưa phím luận, tức là nói chuyện tầm phào đó, là chuyện thế gian đó, có phải là người biểu hiện cái sự thiếu niệm cao thượng? Kính thưa Sư Phụ, cái điều này sẽ nói lên một cái người hành giả đó không hiểu về Phật Pháp và không có thấy con đường của mình đi. Những người Phật tử trong trung này và những người tỳ kheo trong trung này là những người cương quyết xả bỏ cái thân sanh tử luân hồi này để đạt được một cái thân mà cái thân đó không có phải là cái thân bằng xương bằng thịt này. Cái đó Đức Phật gọi là cái sự hiểu biết giác ngộ được cái trí tuệ đó. Cho nên Đức Phật đã nói rằng một cái vị Phật đúng nghĩa của nó là một vị Phật không có cái thân bằng xương bằng thịt này. Và nếu mà được như vậy đó là người hành giả đó phải hiểu Phật Pháp. Và khi hiểu Phật Pháp rồi đó thì Đức Phật đã giảng giải rằng những vị tỳ kheo hay là những Phật tử khi gặp nhau là nên đàm luận Phật Pháp. Đàm luận Phật Pháp không có nghĩa là tranh luận anh giỏi là tôi dở hay tôi giỏi anh dở, mà lại mình đề cập đến vấn đề đó để mình hiểu sâu hơn. Vì vậy cho nên Đức Phật giảng dạy rằng cái người hành giả, những người tu Phật đó thì phải thường xuyên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Thì cái niệm đó gọi là niệm cao thượng. Vì sao cao thượng? Là vì khi mà mình niệm như vậy đó thì con người mình đầy đủ có Phật, có Pháp, có Tăng, có Giới. Thì một người có đầy đủ có Phật, Pháp, Tăng, có Giới là người đó là xứng đáng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là người đứa con của Ngài. Là tại khi mà mình làm như vậy đó là con người mình không có cái dính mắc chuyện thế gian, là tình ái lăng nhăng hay là tham lam giết người hân sân hận sân si. Vì vậy cho nên con nghĩ là cái nhiệm vụ của chúng ta là học Pháp. Cho nên khi mà con học tỳ kheo thì cái người hỏi con là cái nhiệm vụ của người tỳ kheo, người đã giải rằng chỉ là học Phật Pháp, giỏi Phật Pháp và học giáo luật, giới luật để giữ giới luật. Nhiệm vụ là học giới luật và giữ giới luật và học Phật Pháp để có thể giảng giải Phật Pháp cho những người muốn hiểu Phật Pháp và hỏi mình. Người nào mà đệ tử của Đức Phật là khi mà có người hỏi Phật Pháp cho họ thì họ có nhiệm vụ giảng giải cho họ. Không có nghĩa là giảng giải để mình lên mặt mình giỏi, mà là mình là người Phật tử có học Phật Pháp, đệ tử của Đức Phật, thì khi có người hỏi Phật Pháp mình phải có đủ khả năng để trình bày một cách rõ ràng cho người ta để người ta hiểu. Và đó là nhiệm vụ của vị tỳ kheo. Còn cái vụ mà xây chùa to Phật lớn là chuyện của Phật tử. Kính thưa quý vị, thì đối với câu thảo luận số 4 này thì một người ưa phím luận thì không phải là cái một người mà chân chánh đệ tử của Đức Phật. Một người mà ưa phím luận thì không phải là một người chân chánh tỳ kheo. Mà một người chân chánh tỳ kheo là một người chỉ học Phật Pháp, trau dồi cho Phật Pháp, và những cái kiến thức mà liên hệ đến Phật Pháp á, ở thế này đó là phải biết computer, phải biết iPhone, phải biết cách sử dụng của nó, và tất cả những cái đó, những cái sự hiểu biết gọi là thế gian này, mà phải nó related đến, nó liên hệ đến cái sự mà hoằng dương chánh pháp. Là bởi vì hồi xưa thì mình chỉ cần sách vở, rồi bây giờ thì mình còn phải không phải là cái sân trường của mình nó chỉ là một cái chùa thôi, mà có chỗ này chỗ nọ thì mình phải liên lạc bằng iPhone hay là computer. Do đó cái kiến thức về iPhone hay computer mình cũng phải học thêm. Cái đó thì hồi nãy Đức Sư Phụ gọi là cái kiến thức ngoại điển đó. Ngoại điển không phải là nói chuyện trời chuyển đất, mà ngoại điển là những cái kỹ thuật, những cái lĩnh vực
mà liên hệ Đức Phật Pháp và để phổ biến Phật Pháp và để giáo hóa Phật Pháp, thì tất cả những cái kiến thức đó thì cũng cần thiết. Nhưng mà cái cần thiết nhất là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Tam Tạng Kinh Điển và Giáo Luật. Kính thưa sư phụ, ý kiến của con đối với câu xảo luận số 4 này là như thế. Nhưng mà con chỉ là một chúng sanh vô minh, xin sư phụ chỉ dạy thêm để con được học thêm. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thú, cái trường Đại Đức Quyên Thông, Đại Đức Pháp Tính, vị giảng sư của chương trình hôm nay, không biết Đại Đức Pháp Tính có ở trước máy và nghe được. Dạ, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức, hôm nay chúng ta nói về sáu pháp cao thượng. Bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi là một người cao thượng, hay thường gọi là một chính nhân quân tử theo Phật Pháp, thì nên được quan điểm thế nào? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bổn Thầy Giá. Con xin thành kính bảnh lễ đến sư phụ Vệ Siêu, thượng tọa Nhật Đán, thượng tọa Phật Tân, thượng tọa Bình Hành cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Trước tiên thì một lần nữa con tri ân đến thượng tọa Nhật Đán cùng với chư tăng rất là nhiều, là cao lỗi với quý vị do internet nó bị trục trặc. Bây giờ thì tiếp theo là câu thảo luận số 5. Một con người cao thượng hay một chánh nhân quân tử trong Phật Pháp được quan niệm là người như thế nào? Thì quý vị thấy rằng đối với một cái người mà quân tử mà được người đời người ta ca tụng á, thì người đó phải có cái sự thí dụ như là giỏi, và có một cái bản lãnh, có một cái bản lãnh. Nhưng mà đối với ở trong Phật Pháp thì lại khác. Khác cái chỗ nào? Khác cái chỗ là cái người mà được gọi là chánh nhân quân tử ở trong Phật Pháp là cái người đó phải có đạo đức. Dạ, quý vị nghe, lại âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, hôm nay thì phải nói rằng là hết thuốc chữa rồi. Dạ, ở trong, nếu mà cái người mà gọi là chánh nhân quân tử á, là ở trong Phật Pháp này, chẳng những cái người đó là một cái người mà có đạo đức, mà ngoài ra đó, cái người đó còn phải là coi như là giỏi nữa. Giỏi về cái điều gì? Cái vị đó thường phải diện kiến những cái bậc chân nhân, hoặc là cái vị đó phải thường xuyên nghe những cái điều cao thượng, hoặc là cái vị đó là phải đạt được những cái pháp cao thượng. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với cái lợi đắc ở trong cái bài học ngày hôm nay đi, có nghĩa là cái vị đó phải có tính giới, phải có tàn, phải có quý, phải có đa văn, phải có khí, phải có trí tuệ. Thì như vậy đó thì mới được gọi là bậc chánh nhân quân tử ở trong Phật Pháp này. Thường quý vị đối với khi mà những cái trường hợp mà mình đọc ở trong kinh điển ngày xưa, thì các vị đệ tử của Đức Phật vị nào mà cũng có cái, cũng như là vị nào cũng làm cái chỗ nương tựa cho người cư sĩ, cho người cư sĩ được hết. Là tại sao vậy? Tại vì những cái vị đó đều có đầy đủ những cái đức tính của một cái vị thánh, mà có ít nhất là cũng vị tu đầu rồi, mà có ít nhất hơn nữa đó, thì cái vị đó cũng là cái bậc mà đang ở trên cái con đường mà tiến đến đạo quả tu đầu rồi.
Thành ra đó, nếu mà nói mà một cách mà cho cùng tận á, là cái vị mà được gọi là chánh nhân quân tử ở trong Phật pháp á, là cái vị đó phải đầy đủ những cái pháp cao thượng thì mới được gọi là chánh nhân quân tử ở trong Phật pháp. Đây là những cái ý con xin được truyền bày qua cái câu thảo luận số 5 này. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thà Giá. Sa thủ kính trường đại pháp tính thượng tọa pháp tinh, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa pháp tinh còn ở trước máy chưa? Thượng tọa pháp tinh một số lính chúng ta đó, thì thường có thái độ tuyệt vọng rằng mình khó thay đổi người khác và cũng khó thay đổi bản thân của mình, nhất là về tinh hay là về trí tuệ. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc những pháp cao thượng này thì phải chăng là khi mình học Phật pháp thì mình phải có niềm tin rằng chúng ta có thể thay đổi và thay đổi tốt hơn? Thượng tọa có đồng ý như vậy không? Xin kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rung. Cái việc mà mình học Phật pháp, theo con nghĩ đó là bởi vì nếu như mình học bên ngoài, học những cái gì, cái kiến thức của ở bên ngoài thì mình không có thể điều chỉnh cái, chưa có thể hoàn toàn là mình điều chỉnh được cái tâm của mình. Nhưng mà mình học Phật pháp á, mình hiểu được á, bằng với cái niềm tin của mình, mình có cái niềm tin, tin ở nơi cái lời dạy của Đức Phật, là mình tin những cái điều mà Đức Phật Ngài đã dạy cho mình như vậy. Thì con nghĩ rằng nếu như người đó họ có cái quyết tâm thì có thể sửa đổi được, chuyển hóa được. Bởi vì như người ta nói cái câu là núi sông có thể dời đổi nhưng mà tánh tình thì khó dời đổi. Nhưng mà nếu mà nói mà không thể dời đổi được thì con nghĩ rằng học Phật pháp để mà mình tu tập thì có thể chuyển hóa được. Vì có chuyển hóa được đó, cho nên là mình mới có thể trở thành người hiền hay là trở thành bậc thánh được, mình có thể giác ngộ được, thành Phật được. Vì vậy cho nên là cái việc mà học Phật pháp, con nghĩ rằng nếu mà mình học bằng cả niềm tin của mình và mình thực hành bằng với cái sự nỗ lực bằng niềm tin của mình, mình quyết tâm như vậy thì con nghĩ rằng mình có thể chuyển hóa được cái tính tình của mình. Thì nếu mà mình không có chuyển hóa được thì rõ ràng là nó không có thể tiến bộ được. Không, người tu không có thể tiến bộ được, không có trở thành một cái người, ví dụ như 3 năm trước hoặc là 10 năm trước mình thấy khác, rồi 3 năm sau, 10 năm sau mình thấy khác. Khác là ở chỗ là mình thẩm nghiệm được cái lời dạy của Đức Phật, rồi tự bản thân của mình nhìn lại mình, rồi mình tu tập, mình trau dồi cho mình. Thì nếu mình đã quyết tâm thì con nghĩ rằng cũng có thể chuyển hóa được. Vì chuyển hóa được cho nên là họ mới có cái sự tiến bộ được. Như là những ai mà có cái ý muốn thiện để mà suy gẫm được cái lời dạy của Đức Phật, tìm hiểu rồi suy gẫm giáo pháp của Đức Phật đó, rồi người đó phải bỏ cái công ra để mà mình quyết tâm mình thực hành. Thí dụ bây giờ là mình cố gắng là giữ giới, rồi mình cố gắng là giữ cái tâm của mình, ở trong trường hợp nào mình cũng giữ cái tâm của mình có một cách gọi là nhẹ nhàng, im, chánh niệm, hoặc là nhẹ nhàng ở trong cái việc tu tập của mình, thì nó trở thành một cái người mà gọi là mình nuôi cái đạo tâm của mình, nuôi dưỡng cái đạo lực của mình ở trong mỗi của tâm mình ấy.
thì có lẽ là mình mới có được cái sự an lạc. Và điều đó giống như là mình thấy rằng các cái bậc tôn túc cũng vậy, từ lúc mà mới bắt đầu tu còn là trẻ thì các vị đó trong cái đời sống nó khác, nhưng mà sau này trở thành những cái vị trưởng lão thì đã dày dặn ở trong cái việc hiểu lời dạy của Đức Phật, cũng như là dày dặn ở trong cái sự trải nghiệm thực hành lời dạy của Đức Phật. Vì vậy đó, phần lớn con thấy rằng là như các vị tôn túc đó, thì có những vị đó là chuyên về pháp học, thì những vị nói như vậy thì không phải là vị đó không hành, nhưng mà rồi chuyên về pháp học thì cái việc mà thẩm nghiệm lời dạy của Đức Phật đó, càng sâu sắc, sâu rộng hơn thêm nữa. Về lớn tuổi, về những vị đó trở thành những, sau khi vị đó trở thành vị trưởng lão rồi. Rồi có những vị đó thì am tường, có những vị thì am tường về pháp học, rồi sau đó thì dành cái thời gian về lúc đứng tuổi đó, dành cho cái thời gian về pháp hành, thì sau này trở thành một cái vị thiền sư nổi tiếng, vị thiền sư có nhiều cái công phu tu tập và có nhiều cái việc thực hành ở trong cái điềm đạm, ở trong cái việc thực hành lời dạy của Đức Phật trong đời sống hàng ngày. Thì con nghĩ rằng cái điều này nó cũng là do cái sự trải nghiệm, chiêm nghiệm được lời dạy của Đức Phật và thực hành lời dạy của Đức Phật. Cho nên nếu mà mình có được cái sự thấu hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, thì con nghĩ rằng cái người đó họ luôn luôn có được một cái sự tiến bộ, chuyển hóa được, chuyển hóa từ ở một cái người mà không tốt trở thành cái người tốt, cái chuyển hóa trở thành cái người hiền, hay là trở thành một cái bậc thánh sau này. Thì con nghĩ rằng cái điều đó là điều mà có thể xảy ra nếu mà mình quyết tâm. Còn nếu như mình học những cái kiến thức ở bên ngoài đó, thì cái đó đó nó có thể phục vụ cho cái ý tưởng, ý nghĩ của mình thôi. Nếu mà cái ý nghĩ thiện của mình đó, thì nó có thể phục vụ cho cái ý nghĩ thiện. Nhưng mà nếu một người mà có một cái ý nghĩ ác đó, thì có thể họ vận dụng cái ác trí của họ để mà họ làm những chuyện gì đó nó không tốt, ví dụ vậy. Còn nếu như học Phật pháp mà chuyên nghiệm được cái lời dạy của Đức Phật, thì con nghĩ rằng nó để trở thành một cái chiêm nghiệm và trong cái lời dạy của Đức Phật, rồi mình thực hành nữa, thì mình mới có được cái sự tiến bộ ở trong cái đời sống tu tập của mình. Vì có cái sự tiến bộ như vậy thì con nghĩ rằng năm trước, năm sau, dài ba năm sau thì nó đã khác rồi, nó thay đổi rồi. Và vì vậy cho nên là họ thấy được cái lợi lạc, do cái niềm lợi lạc từ ở nội tâm giúp cho họ có được cái sự dũng mãnh, quyết chí ở trong cái việc thực hành lời dạy của Đức Phật. Con xin có một cái vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thú cái kinh Thượng Tọa Pháp Tịnh. Thưa quý Phật tử, có ít thời giờ của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ một điều là thỉnh thoảng chúng ta có thể nhận ra trong đời sống của mình là có những giai đoạn mà chúng ta đi vào chỗ trì trệ. Trì trệ là tâm của chúng ta không có được thanh thản nhẹ nhàng, nó dễ cáu kỉnh, dễ bực dọc. Thậm chí là có một người tu bị rơi vào trường hợp cảm thấy trống trải, cảm thấy giống như là mình đời sống nhạt nhẽo, vô vị. Thật ra thì một cái bí quyết của cuộc sống đó, nếu chúng ta đọc sáu pháp này thì mình thấy rằng ở đó có những gợi ý rất là tốt cho chúng ta. Ví dụ như là một người đi hành hương về các quốc gia Phật giáo, nhưng mà họ chỉ nghĩ đến chữ đi chợ trời, mua món này món kia,
hay là đi ngoạn cảnh, mà họ không nghĩ rằng họ tận dụng thời gian đó để đến đảnh lễ thăm các bậc tu túc, hay là đến những nơi mà có đền tháp để mà lễ bái. Thì thưa quý vị, đối với người thế gian chuyện đó bình thường lắm, mình thích thì đi, không thích thì thôi. Nhưng mà kỳ thật thì cái vấn đề nằm ở chỗ này là chúng ta không thấy được những cơ hội. Một cái giờ phút mà chúng ta quỳ xuống đảnh lễ một cái vị trưởng lão, đảnh lễ một vị thiền sư, đảnh lễ một vị tôn đức ấy, thì điều đó chúng ta có thể thấy cao thượng, có thể nghe cao thượng và ảnh hưởng đời sống của chúng ta rất là nhiều. Chúng tôi có gặp một vài trường hợp có những vị sư, vì để có cái tánh hạnh này mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Vì đó đến thăm một vị thầy hay là một vị trưởng lão, thì vị này xin phép để được quét dọn cái am thất, dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh, thậm chí là rửa chân cho vị trưởng lão. Chúng tôi để ý rất là nhiều lần rằng vị này làm việc này một cách rất là hoan hỷ. Và có lần chúng tôi đi khất thực chung với vị đó, chúng tôi nói chuyện về sự tán thán, thì vị đó nói rằng quả thật là khi mà được phụng sự các vị trưởng lão thì vị này thấy trong lòng rất là an lạc, cảm thấy hạnh phúc. Thì thưa quý vị, trong cái ngôn ngữ Nam Mô chúng ta có câu gọi là nước lã khuấy nên hồ. Nước lã khuấy nên hồ là từ cái gì mà, từ cái cuộc sống mà cảm tưởng như là nó vô vị, nó không có gì hết. Nhưng nếu một người khéo tận dụng thì giờ, khéo tận dụng sinh hoạt của mình, thì ở đó người đó có thể thấy cao thượng, nghe cao thượng, được cao thượng, học vô thượng, phục sự cao thượng. Và vì đó cũng có thể đạt đến những cái chỗ mà như ở trong bài kinh này đề cập đến là niệm cao thượng. Một con người mà sống với những giá trị cao quý thì sẽ đi đến những giá trị cao quý. Một con người mà thường gần với những giá trị cao quý thì tâm tính của chúng ta nó không ưa chuộng cái tầm thường. Tại sao con người chúng ta thường ưa chuộng cái tầm thường, đi vào cái không ra gì? Tại vì chúng ta không biết những điều cao quý. Và do vậy trong cuộc sống này đó, nhiều khi thưa quý vị, chúng tôi thấy cái hình ảnh của một số người sống, ngay cả họ sống ở tại những quốc gia rất là tiến bộ về sinh hoạt xã hội, nhưng mà họ vẫn thích là dành thời giờ để ăn nhậu, nói chuyện phiếm. Họ không có quý được cái thời giờ mà mình có được cuộc sống này. Nhưng mà nếu mà một người có những gì mà quan trọng, có những gì cao quý để làm, thì họ sẽ tận dụng được hết thời giờ của họ, và tận dụng một cách rất là diệu dụng. Nghĩa là qua cái thời giờ rảnh rỗi mà có được ngoài công ăn việc làm, thì họ có thể tạo dựng cho họ một cái đời sống tinh thần. Không phải chỉ với người cư sĩ đâu, mà chúng tôi sống trong chùa thấy rằng những vị xuất gia đó, thường gặp một cái khủng hoảng rất là lớn, đó là ở cái tuổi trung niên. Thì sau một thời gian dài sống đời sống niên thiếu, tới trung niên rồi bước qua lão niên, thưa quý vị, mình trở thành một vị trưởng lão, trở thành một vị cao tăng, có tuổi hạ cao đó, thì mình phải có trách nhiệm khác, mình phải có hành xử khác. Và đặc biệt là trên phương diện cuộc sống nội tâm, nếu mình không có khéo trang bị đó, thì về lớn tuổi mình rất là khổ. Tất cả những vị nào mà tu hành ở trong chùa, mà chúng tôi thấy rằng những vị này đáng quý, đáng trọng và sống về dài, thì những vị này thường hiểu rõ những giá trị, những giá trị đáng để trân trọng trong đời sống của mình. Vì dĩ nhiên sức khỏe nó là một giá trị, dĩ nhiên là thời giờ có được là một giá trị, dĩ nhiên học Phật Pháp là một điều có giá trị. Nhưng mà rồi vì đó còn có những cái lý tưởng để phụng sự, và điều đó làm đẹp cuộc sống. Nói theo ngôn ngữ của thế gian hôm nay là thăng hoa cuộc sống,
làm cho cuộc sống nó có ý nghĩa hơn. Còn nếu mà chúng ta cứ sống cho qua ngày, thì thưa quý vị, một ngày nào đó mình sẽ khám ra rằng thời gian, tuổi già và cuộc đời nó đang nhận chìm mình. Và lúc mà mình phải đối diện với chính mình không có một giá trị gì hết. Bởi vì những cái mà tranh danh đoạt lợi, những cái mà hơn thua phiền muộn trong đời sống, nó không có ý nghĩa gì với thời gian dài hết. Do vậy đôi khi chúng ta phải đặt một câu hỏi rằng, rồi mình sẽ già, đến khi mình già, mình có cái gì làm hành trang, chúng ta có cái gì gọi là giá trị thực sự, hay là chúng ta sống bằng một ảnh rất là đáng thương, như trong Kinh Pháp Cú nói là trẻ không sống biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên nào, cá tôm chẳng khó, sân sau chật vật. Hình ảnh cũng con cò già mà vào mùa cạn đứng ở bên một cái ao hồ, không còn tôm cá gì nữa, thì hình ảnh đó rất là bi đát. Cũng vậy, nếu chúng ta không có trân trọng những giá trị thực sự của đời sống, thì thưa quý vị, thời gian nó không nhường một ai, nó cũng không chờ đợi một ai, và nó bắt tất cả chúng ta phải đối diện với một thực tế là nếu chúng ta không có tư lương, nếu chúng ta không có hành trang tốt, thì cuộc sống của chúng ta sẽ vô vị, cuộc sống của chúng ta không có giá trị, và chúng ta không tìm thấy một ý nghĩa nào gọi là đáng sống, nên sống trong cuộc đời này. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chư vị giảng sinh đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy Giảng. Sa thuộc lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn.